Facebook của tôi. Tôi quay quanh 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 mụn đi được hay đâu. Đây nè. Nó càng ấy nó phóng to nó quay mụn. Chờ chị hả em? Chờ chị hơi lâu được không? Tại vì cái mặt này chị làm phải là 45 phút nữa. Ừ, ý là em chờ nổi không? Chứ chị sợ em chờ lâu tội em á. Ừ em, đấy là trừ nhà luôn á em. À, à, còn thuê mệt quá. Thuê họ này có kia khổ. Trước cái nhà nó bị sao à? Kiểu như bà đi ngay. Này chị qua đây cho em gần, em đi gần. Qua gần em hả? Chị Hồng trước này lấy là chỗ 135 á. À. Còn nhiều chỗ cũ nữa là em chưa biết. 135 là cũng là 4 năm rồi đấy chứ. Mà trời nay là đúng đã luôn á, chụp hình đúng đúng sáng luôn, chụp cái phục.
tay đang tự nhiên luôn rồi. Cái mụn này là cái mụn có cái tết năm nay nhổ nó ra hết, kệ nhổ lên được cho nhìn thấy sạch sẽ nên em phải mụn. Đau chưa em? Răng chị. Hả? Lý gì nói răng? Đau chưa? À không, cái da mặt em dài lắm. Con nói nghề ghê. Không, em nói thiệt mà. Chứ không hồi nãy chị em khóc rồi. Bà hề chứ sợ. Mặt ngứa sợ. Muộn kiểu này mà không ngứa. Em sợ chị kia. Sợ chi? Sợ đau quá. Sợ đau có hôm đây à? Dạ, không đau, chị không đỡ ngứa. Chị tiêm vaccine về nữa chị kìa. Cứ dị ứng nổi. Tiêm vaccine mà ra mấy đứa bị ngứa ghê ta. Như con bé này nè, Ly nè, ngồi gãi như khỉ hả em? Thì cũng nói chị gãi mà chị khải gãi mà trầy da luôn á. Chị kêu thăm da hư hết da. Da khô nữa. Da em khô nữa. Tà lay luôn. Cái mụn sướng thiệt rồi. Bà mô châu đó bà yên à phê. Này sẽ thật đóng phim Ấn Độ. Ok đúng không? Trà xanh nó cũng bị rung ta. Trà ừ, trà xanh nó cũng chị cũng chị người chị cũng không hợp trà xanh đó nghe. Chị bị rung. Mà vì sao không uống trà xanh? Uống sữa à? Ý là nặng sơ đi đi, nặng mấy cái mà em thấy nặng ok, còn cái mua khó để đó sẽ dịu quất sơ lại. Cái cà clip nó yên kìa, 10 người coi kêu ở trong hình xấu hơn ngồi ở trong video xấu quá, ngồi đẹp hơn nhiều. Mà nói chung là kêu cũng được chứ cũng không đến nỗi chi ghê.
Cái này nó sướng rồi.